Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Ủa sao tôi thấy bạn nữ này quen quen ta? À, hình như em có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đúng không? Đúng rồi, 300 mấy chị. À, 300... là một cái tập phát sóng của số quân đội đúng dạ, không? Đúng rồi. Vậy là cũng gần quá, gần 3 năm rồi. Bây giờ hai chị em mình mới gặp lại. Ok ok, rồi người quen để đó. Bây giờ chào em nè, hello em trai. Em là chị. Rồi em tên là gì? Em là chị, chào bạn gái bên kia. Thì em là Minh, thì em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau đó em vào đây sinh sống và lập nghiệp. Rồi, mình vào đây lâu chưa Minh? Dạ em vào đây từ những lúc em học đại học ạ. Ồ, vậy là cũng lâu rồi ha. Hiện tại công việc của mình là gì? Dạ hiện giờ em đang làm bên bảo hiểm, công ty bảo hiểm Bảo Việt. Rồi hiện tại mình sống ở đây với ai? Dạ em sống với nhà ngoại và em ở đây. Nhà ngoại? Dạ vâng. À, còn ba mẹ? Ba mẹ em thì vẫn ở Hà Nội, thì ba mẹ em thì hiện giờ đã về hưu nên là có lúc thì ở Hà Nội, lúc thì ở Hồ Chí Minh. Ừ, có nghĩa là cũng đi đi về về, còn dạ, em thì ở hẳn trong này đúng luôn. Thì em sinh sống và định cư ở đây. Vậy mình có ý định là sau này mình lập nghiệp ở đây luôn hay là mình về lại Hà Nội? Em lập nghiệp ở đây chị ạ. Lập nghiệp ở đây ha. Rồi bây giờ quay lại em nè, lý do ngày hôm nay sao mình gặp. À, trước tiên em hãy giới thiệu thông tin của mình lại, bởi vì chị với em thì quen nhưng mà đối với Minh thì đây là người mới ha. Em xin chào anh, em tên là Sang, năm nay em mới 30 thôi nha anh. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh của mình, quê em thì ở Đồng Nai ạ. Sang, kể lại cho dì Tường nghe coi lý do hôm nay sao mà đăng ký tham gia chương trình nữa nè. Cái tập mà quân đội đợt 3 năm trước thì em có nhấn chuông với lại cái anh quân đội đó, hình như em nhớ không làm, hình như anh tên tên Hoàng hay tên Long quên tên lắm luôn rồi. Mình nhấn chuông mà chị, nên mình cũng phải có cái trách nhiệm trong đó là mình muốn ấy. Nên em đã chủ động nhắn tin cho cái bạn đó, thì bạn cũng có trả lời cho em dạng như là trả lời cho có. Cái sau khoảng một thời gian thì em thấy ồ, cái người này chắc có vẻ như họ không có muốn thực sự tìm hiểu mình. Cái thôi em quyết định em dừng lại. Nhưng mà lúc đó ảnh vẫn nhắn chuông mà đúng không? Dạ đúng, anh vẫn nhắn chuông. Nhưng dạ, mà anh không chủ động mà em chủ động. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Nhưng mà ảnh có vẻ là cũng lơ. Vậy là cái ông đó, ông nhấn chuông theo kiểu nhấn chuông lịch sự rồi. Cho nên thưa quý vị, đối với chương trình Hẹn Hò thì đây là cái hạnh phúc của mình. Và mình ghi hình với rất là nhiều người theo dõi. Cho nên hãy thật sự mình có cảm xúc thì mình hả nhấn, còn không có thì thôi, mình không có cần phải lịch sự gì cả. Bởi vì mình lịch sự như vậy vô hình chung là nhiều khi mình lại làm tổn thương người ta nha. Đây là Tường xin nhắc nhở lại với những người nào mà đang tìm một nửa yêu thương của mình. Mình đã mạnh dạn đăng ký tham gia thì mình cũng cứ mạnh dạn làm theo cái cảm xúc của mình. Rồi từ đó đến nay em có trải qua mối tình nào khác nữa không? Cũng có, em có quen được một anh được khoảng 2 năm mới chia tay hồi cuối năm. Ôi ôi, sao cuối năm ngoái. Sao tiếc quá vậy? Tại vì chị biết là em là một người thật sự rất là khao khát muốn tìm một nửa của mình và cũng muốn kết hôn. Thế tại sao mối tình đó 2 năm mà cũng không được vậy em? Duyên chưa tới, hoặc là có thể là do người ta thay lòng. Tại vì 2 năm rồi chị. Thôi em không muốn nhắc tới nữa. Không, mình cứ nói ra hết để cho mình cảm thấy thoải mái thì mình mới tiếp nhận được một cái tình yêu mới gần một năm mà bây giờ nhắc tới em vẫn còn xúc động. Có nghĩa là vậy là anh có người thứ ba? Dạ đúng. Và em phát hiện ra? Em là người phát hiện. Khi phát hiện ra thì cái phản ứng của anh như thế nào? Rất là giống như là rất là bình thường rồi. Rồi sao chia tay? Anh nói chia tay hay em nói chia tay hay là cứ im lặng như vậy rồi là cả? Đúng rồi chị, giống như là thêm một thói quen á, là cứ im lặng. Sau một thời gian cái nhắn tin nói là chúng ta không hợp. Và ảnh nói chúng ta không hợp? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngay cái lúc đó thì ảnh có giải thích cái sự việc không đó? Chị, chị nói là chúng ta không hợp, nói chung là giải thích. Trong cái khoảng thời gian em đi du lịch cùng công ty ở Nha Trang á, nếu như em đoán không lầm thì gia đình của ảnh đi ra ngoài tháng mời đám cưới của em trai. Thì cũng có thể là thời điểm đó là ra dạm hỏi cái người đó cho ảnh. Vậy là trong lúc ảnh quen mình, nhưng mà cái đó là rõ ràng là cố tình đã dối gạt mình. Mà trong cái quá trình mà 2 năm hai người quen với nhau á, thì cái tình cảm nó có nồng cháy lắm không? Có bao hứa hẹn gì với nhau? Có tính toán gì đến cái chuyện lâu dài với nhau chưa? Nếu như mà thay vì không vì người thứ ba là có thể năm nay em sẽ là người làm đám cưới. Đã có tính với nhau luôn rồi đó. Nhưng đùng một cái thì ảnh sang ngang như vậy.
Em nghĩ nếu như mà em không phát hiện ra thì bao lâu sau ảnh chắc ảnh cũng phải tự tìm nói với em đúng không? Chứ nếu bên kia vẫn cái tình cảm nó phát triển thì bắt buộc cũng... Em cũng không biết là bạn gái bên kia là người như thế nào, nhưng mà theo như em quan sát được á, trên Facebook của ảnh á, đều biết sự tồn tại của em, đều biết sự tồn tại của em, tức là đều biết em là bạn gái của ảnh. Mà không hiểu sao cái chị đó lại có thể coi như là em giống như là không tồn tại vậy chị. Đợt em phát hiện em có nhắn tin thì là cái người đó là đưa tin nhắn cho bạn trai em đọc. Cái xong rồi anh nói là không có gì hết, dạng như là chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đến lúc mà anh nói là chỉ đây xong, em mới nhắn tin thẳng cho chị đó, em hỏi hôm nay tin nhắn này chị có đưa cho anh nó đọc nữa không. Chị không có trả lời em. Thôi chuyện cũ rồi bỏ qua. Nhưng mà chị nghĩ em cũng đừng buồn nữa. Nó là coi như một cái không may trong cái cuộc đời của mình đi, để cái tình duyên. Chứ bây giờ mình cứ nhớ tới cái người đó làm gì, trong khi người ta đã có cái người mới rồi, người ta đâu có nghĩ về em đâu, mà em phải nghĩ tới người đó chi cho nó mệt. Mới đám cưới cách đây hôm nay là được 2 ngày rồi đó chị. Cưới 2 ngày rồi đó, thấy chưa? Bây giờ là càng không có lý do gì để phải rơi nước mắt vì cái người đó nữa. Chị biết cái này là cái nước mắt này không phải là vì nuối tiếc khi nhớ nhung gì cái anh đó, nhưng mà cái nước mắt này là cho chính bản thân mình. Khi mình nhắc tới thì mình cảm thấy là mình bị tổn thương, rồi mình bị xúc phạm thì mình khóc cho bản thân mình thôi, chứ không phải khóc vì cái người đàn ông phụ bạc đó nữa. Nhưng mà chị cũng hy vọng rằng từ nay em sẽ có một cái gì đó nó mới mẻ hơn, tìm được một cái người xứng đáng hơn và yêu thương chăm sóc em, thì những cái vết thương trước đây coi như nó không đáng là gì cả. Hôm nay là lần cuối rồi, nhắn nhủ rồi, giải tán. Ok rồi, cảm ơn em. Sau khi nghe câu chuyện của bạn gái như vậy thì không biết là Minh có cảm xúc như thế nào? Em cũng suy nghĩ là, tức là bên phía bạn Sang ấy, thì bạn ấy thì cũng giống như là có theo một thành ý. Tuy nhiên thì cái bạn nam kia thì có thể là chưa biết trân trọng, nên mới có chuyện là quen hai người cùng lúc, nên là mới dẫn tới sự việc như vậy. Còn nếu mà bên bạn trai kia mà gọi là xác định rõ ràng cũng như là trân trọng ấy, thì cũng không để xảy ra cái này, thì cũng rất là tiếc. Thế nọ cũng xin chia sẻ với cả bạn Sang. Thật ra không ai ép mình phải yêu mãi một người, tại vì tình yêu nó không có lỗi. Nếu như hôm nay mình yêu nhưng mà 2-3 năm, 5-7 năm sau, ví dụ có những cặp vợ chồng họ lấy nhau sinh con đẻ cái họ vẫn ly dị, thì cái đó mình không thể nào mà mình nói ai đúng ai sai. Nhưng mà quan trọng là chúng ta đã từng là cái người của nhau, đã từng yêu thương nhau, thì có bất kỳ cái chuyện gì xảy ra chúng ta phải cư xử với nhau thật là văn minh. Không, nếu mình không yêu nhau nữa thì mình nói với nhau rõ ràng rồi mình chấm dứt, rồi mình hẳn đi tìm một cái khác, thì không ai trách ai cả. Đây cũng là một cái kinh nghiệm cho những người đang yêu hoặc là những người chưa yêu, thì mình cũng hiểu rằng trong tình yêu đôi lúc nó cũng có những cái công thức của nó, có những cái là quy tắc của nó, là đừng làm tổn thương nhau. Thì sau này cuộc đời mà trái đất tròn mình sẽ còn gặp nhau, mình vẫn có thể say hi, chào, cười, hoặc là mình vẫn có những cái tình cảm, những kỷ niệm đẹp đối với cái người mà đã qua trong cuộc đời của mình. Bây giờ mình sao? Bây giờ giới thiệu một xíu về mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào? Điểm mạnh của em thì cũng là một phần hạn chế, là cái khả năng uống bia rượu của em ấy. Thì em uống là 10 chai như một. Có nghĩa là sao? Tức là bình thường người ta uống 10 chai, người ta xỉn. Em uống 1 chai em xỉn luôn. Tưởng đâu em nói uống 10 chai cũng như uống 1 chai chứ. Có nghĩa là... Tức là em không có bia rượu. Không bia rượu, vâng. Rồi. Còn hút thuốc thì em hít thôi. Không có hút. Hít ở đây nghĩa là giống như là trong bạn bè, rồi cả những người quen biết ngồi với nhau ấy, mình toàn hít khói người ta mà. Nên là thành ra nó cũng vừa là điểm mạnh vừa điểm hạn chế trong giao tiếp khi mà đi công việc ấy. Nãy giờ chị nghe toàn các em không biết gì, cái gì em biết em nói chị nghe coi. Nói chung là em thì cái gì cũng biết, được cái biết điều. Biết điều, không biết điều mới mệt á. Dạ. Có gì nữa không? Điểm mạnh, điểm yếu, có cái gì đặc biệt của người em không? Nó ấn tượng. Giao tiếp thì hòa đồng rồi vui vẻ. Thì lúc có thể trong mọi thứ thì có thể hơi nhanh nhanh một chút. Nó giống như là không có thiếu muối, không có nhạt. Chắc không? Vừa. Nhây có được bằng cấp gì chưa? Bằng cấp à? Chắc là nhờ chị cắt đường chứng nhận. Chị phải coi, chị phải thấy, chị nãy giờ chị chưa thấy nhây mà. Chị đã thấy nhây gì đâu. Vâng, thì chị đang chứng nhận em đấy. Có tật xấu gì không? Chắc là cũng có. Ví dụ, gì cho nó bựa chút coi. Bựa à? Nhiều quá không nhớ hết hả anh? Không có gì sao hết. Chưa nghĩ được chị ạ. Ráng nghĩ khi nào có báo chị hay nha. Thực ra ta xấu nhiều nhưng mà vì lên truyền hình nên không kể. Trời ơi, vậy là chưa thuộc gọi là nhây, chưa thuộc gọi là bữa. Chưa, tôi chưa cấp bằng cấp đâu. Vậy còn Sang, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Nó nhiều. Nó nhiều điểm mạnh. Còn gì nữa? Em cũng không nhớ nữa. Rồi điểm yếu? Một phần nãy chị cũng có thấy là có thể là mau nước mắt. Khá thẳng thắn. Đôi khi ghét ai thì nói thẳng. Có gì sai thì mình nói thẳng, nhưng mà được cái là không để trong lòng.
nói ra thôi không để bụng. Dạ ha. Đúng rồi. Rồi tình trường của em sao? Mấy mối tình rồi? Đến thời điểm này thì chắc là được hả? Khá. Hai hả? Ừ. Ít chị? Hai là nhiều đấy, trên nhiều. Một là nhiều đấy chị. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Giai đoạn hồi 2016. Quen nhau cũng được tầm 3 năm. 3 năm cũng khá dài rồi, sao chia tay? Nói chung là bạn đấy cũng tốt. Tuy nhiên thì có thể em và bạn đó chưa gọi là cùng mục tiêu. Thế là chưa đi đến. Rồi có chia tay trong hòa bình hay là ngẹn ngào giống bên này không? Hòa bình chứ chị. Người ta thường nói rằng là thà chia tay lúc còn tôn trọng nhau còn hơn là chia tay lúc xúc phạm nhau. Nên là tất cả mọi thứ đều hòa bình hết. Một quan hệ tốt đẹp. Đẹp. Bây giờ còn liên lạc với nhau nữa không? Còn liên lạc mà. Vẫn bạn bè bình thường, vui vẻ. Bình thường. Đồng nghiệp em đấy. Đồng nghiệp luôn. Rồi bây giờ có còn làm chung nữa không? Làm chung. Vẫn làm chung. Ủa anh, rồi tình xưa nghĩ cũ không rủ cũng tới hay sao anh? Không có đâu. Là cả công ty anh đều biết hết về cái chuyện mà quan hệ của anh với cả bạn đó. Và sau khi mà ngưng ấy thì tất cả mọi thứ đều hòa bình bình thường hết. Vẫn giao lưu, vẫn tất cả chỉ trên công việc rồi đồng nghiệp, không có gì cả. Cái chuyện mà tình cũ không rủ cũng tới ấy ha. Đối với chị Tường là nó không đúng. Là tại vì hồi xưa chị cũng có một cái mối tình mà gọi là tình cũ không rủ cũng tới. Nghĩa là mình cũng tò mò. Có nghĩa là cái người đó mình đã chia tay rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì cái bạn đó thì có một thời gian vẫn là độc thân. Rồi mình thì cũng độc thân. Rồi cho nên rồi mình vẫn là tôn trọng nhau nên mình vẫn bạn bè. Thì đôi lúc khi mà làm bạn bè thì lại thấy rất là hợp. Nói chuyện nhau mình có thể nói hết. Mình quen anh nào đau buồn mình cũng kể anh nó nghe. Rồi cái thì hai đứa mới ngỡ đâu là chắc hai đứa có cảm xúc lại với nhau. Nhưng mà khi hai đứa quyết định là thôi bây giờ em cũng không có gì, anh không có gì, thì bây giờ mình hiểu nhau rồi cái mình quen nhau lại. Thì biết đâu là không, là tình cũ đó. Nhưng mà khi mà hai đứa quyết định quen lại với nhau, có ngày sau thôi cái hai đứa lại ngồi nhau, thôi em nghĩ em anh chia tay đi, mình làm bạn tiếp. Có nghĩa là khi cảm xúc trong tình yêu nó hết là nó hết nha em nha. Không có cái vụ tình cũ không đâu cũng tới đâu. Tường không biết mọi người sao, có câu chuyện kể nghe chơi cho vui, nhưng mà riêng Tường là hết, quay lại không có được. Bạn bè là bạn bè mà yêu nhau là yêu nhau mà không có được nha. Cho nên khỏi lo cái vụ tình cũ không rủ cũng tới. Tại vì nếu mà rủ tới người ta vẫn làm chung nhau mấy năm nay, người ta cũng tới lại rồi chứ không cần lên đây ngồi ha. Rồi để cô khỏi lăng tăng. Thế bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn nữ thì cũng trong độ tuổi của U30. Ừ thì đấy 30 đấy. Dạ vâng. 10 bên này 85 phải không? Dạ đúng rồi. 5 tuổi đẹp rồi đó. Tuổi đó tôi kết hôn đẹp rồi đó. Em nghe đồn 2 tuổi này hợp ấy. Là con gì với con gì? Trâu với ngựa chị. Ừ á. Sủ ngọ. Vâng. À, hợp đó hả? Hợp thì trâu ngựa xong ngày đi cày cùng nhau ấy. Đầu trâu mặt ngựa. Nhưng mà em nói hợp mà nghe tựa ở đúng không? Trâu với ngựa, đầu trâu mặt ngựa hợp luôn. Còn em, mẫu người bạn trai em tìm bây giờ là người như thế nào? Để chị coi coi có chuẩn có khác gì 3 năm trước không? Cũng không thay đổi gì mấy đâu chị. Thích sao? Cao trên 1m7. Được, có hơn á. Hơn em ít nhất từ 4 tuổi trở lên. 5 tuổi thì vừa luôn đó. Dạ rồi, vừa rồi, thấy hợp rồi đó. Không, mà mấy lần trước cũng thấy hợp mà cuối cùng nó không hợp đó. Không biết lần này làm sao à? Chắc do được trước, chắc do tuổi không hợp. Bạn kia được trước hơn em có 2 tuổi rồi. Lần này đừng bỏ em nữa nha anh. Lần này đừng bỏ em nữa nha anh. Chưa gì trơn nói nghe thấy thương. Thật hình em đấy. Thả tính này, đừng bỏ em nữa nha anh. Anh chưa lấy mà. Không, anh bỏ đấy em. Anh bỏ vào tim anh. Anh bỏ vào tim anh. Khi ngần anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Thính này còn động hơn nữa. Cho coi hình hai bạn cái coi. Cặp đôi đầu trâu mặt ngựa. Trời nghe thấy ghê luôn. Đó chưa. Trời. Ôi, ơi. Anh nào cũng cao hết. Anh nào cũng cao, đây cô nào cũng cao hết á. Hai đứa hình cũng giống nhau nữa. Trùng hợp không chị? Ừ, 5 người, bên đây 5 người đen. Bên đây mấy người? 5 người luôn chị. 5 người đen, ủa, 2 người chọn hình cũng giống nhau. Chết rồi. Mà em nói anh cao mấy mấy vậy? 5 người bên đây trên mấy 7 hết đấy. Đúng rồi. Trời ơi, bên này cũng khó lắm á. Một là anh này, hai là anh này. Trời ơi, sao mà tự nhiên 1, 2 từ lưa vậy? Anh nào cũng anh thôi chứ. Khó lắm. Đây, em nghĩ cô này. Rồi. Giữ nguyên nó đi. Bên này sao? Chốt chưa? Chốt hả? Em nghĩ là anh này. Nghĩ là anh đó. Không, anh đeo kiếng đó. Lý do tại sao? Thứ nhất anh này thì là không phải rồi. Lý do? Trong mấy anh này nhìn á, ba anh này nhìn có vẻ như có vợ, được vợ chăm, nên nhìn rất là bộng bỉnh. Trời, phân tích. Thôi được rồi, tôi không nghe phân tích của mấy người nữa đâu. Chốt quá hết rồi. Nhìn đi, hãy nhìn về cửa trái tim của tôi. Một,
2, 3. Năm 1976 à, nhưng mà cái giấy tờ của em thì là chỉ có 1980 thôi. Tại vì là em phải giấy tờ để đi. Nhà rồi thì quê quán Lạng Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Nhưng mà em công tác tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Chị đang công tác ở Lạng Sơn luôn đúng không chị? Alo. Đây chị đây. Dạ, chị nghe, chị đây là có nghĩa chị đang làm ở Lạng Sơn luôn và chương trình của mình mà quay ở Sài Gòn, chị có vào được không ạ? Ừ, chị cho thu xếp vào được. Ừ, dạ. Rồi chị nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của chị giùm em nha. Điểm mạnh của chị. Điểm mạnh của chị thì chị là chị sống tự lập mấy chục năm nay rồi. À, cái gì thì chị cũng phải qua tay hết thì cái công việc của chị là cũng hơi nhút nhát một chút, không tự tin lắm. Còn đường tình duyên của chị thì nó cũng hơi trắc trở, tại vì là chị thì trước hồi một nhỏ thì là lúc thanh niên thì chị cũng có hơi hơi yếu một tí, nên khi là chị lo xong công việc thì là chị mới lấy chồng. Thì trong cuộc sống hôn nhân của chị thì có nghĩa là không được tương đồng ấy, thì là giống như lấy chồng xong là khi mà có bầu rồi giống như là ly thân ấy, thì là khi con chị sinh ra được hai tuổi thì là bọn chị ly thân, là ly dị luôn đấy. Thì là con ở với chị, bây giờ là con chị 8 tuổi rồi, thì bây giờ thì chị cũng suy nghĩ rất là nhiều, thì chị cũng muốn cho con có một cái gia đình êm ấm ấy, tại vì là cháu cũng không được tình thương của cha ấy, nên là cháu rất là khao khát muốn có một gia đình thì để mình làm ăn, để đi với nhau đến hết cuộc đời ấy. Rồi bây giờ chị muốn tìm một người như thế nào ạ? Mô tả kỹ giùm em về ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán giùm em. Quê quán thì nếu mà được ở ngoài Bắc thì là cũng tốt, nhưng mà chị thì cũng không phân biệt đâu, chỉ có sống không ra trưởng này, sống không phân biệt. Ngoại hình thì cũng được rồi, có nghĩa là ưa nhìn là được. Tính cách thì biết chia sẻ, biết cảm thông, biết có ý kiến chủ đấy, cùng bên trong cuộc sống. Một gia đình hạnh phúc chị cần thế thôi. Nếu mà được có nếu mà chị rất thông cảm cho là những cái mấy anh hội hoặc là những cái người mà làm xa gia đình thì là rồi thì cũng làm được. Khu vực quê quán ở đâu được chị? Cũng không quan trọng đâu, quan trọng là bên đấy thôi. Dạ. Yeah. Rồi ok chị, nếu được chọn bên chương trình liên lạc lại cho mình rồi trao đổi thêm nha, nha chị nha. Chị có chị Google các quê quán của mình nha. À dạ vâng ạ, em họ tên đầy đủ là Đào Thị Thu Hương ạ. Em sinh ngày 25 tháng 12 1994, như vậy là hôm năm nay em 29 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm bác sĩ điều trị ở bên Bệnh viện Nhi Đồng 2 ạ. Em đến từ Đắk Lắk ạ. Bác sĩ điều trị là mình có cái chuyên khoa gì không ạ? À, dạ có, em là bác sĩ bên tâm thần ạ. À, tâm thần trẻ em ạ. Là mình làm bên cái khoa tâm lý hay sao vậy? Dạ đúng rồi ạ. Ừ, bệnh viện khoa Nhi Đồng tâm lý bệnh viện Nhi Đồng 2 ạ. Nhi Đồng 2. Là dạ. Ngay Lý Chính Thắng phải không ta? Lý Tự Trọng ạ. À, rồi xin lỗi lộn, dạ, đúng dạ, rồi Lý Tự Trọng. Dạ. Dạ không sao ạ. Dạ. Rồi. À, mình tên là Thu đúng không ạ? Rồi cái quê của mình em là tên là Thu Hương ạ. Thu Hương ạ. Dạ. Mình công tác ở đây được bao nhiêu lâu rồi à, Hương? À, ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 là hơn 1 năm, nhưng mà em đã lên thành phố Sài Gòn là được hơn 10 năm rồi ạ. Em lớn lên ở Đắk Lắk ạ. Dạ. Rồi, vậy là dự định mình có về Đắk Lắk không? Hay là mình làm việc ở đây không? Dạ, dự định là em sẽ làm việc ở đây ạ, ở Sài Gòn ạ. Rồi, bây giờ mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha. À, dạ vâng ạ. À, về trước hết là em xin nói về cái khuyết điểm của em trước đi ạ. À, thì khuyết điểm của em đó là em hơi nóng tính, hơi bướng. Và em thì thường hay là thẳng thắn quá mức, nên thành ra là đôi lúc trong một số trường hợp thì dường như là em hơi thiếu cái sự tinh tế.
Em cũng có một đặc điểm, một khuyết điểm khác, đó là hơi chịu chuộng bản thân mình, nên thành ra là đôi khi em thấy là bản thân mình hơi bị thiếu tính kỷ luật. Còn về ưu điểm của em thì em khá là tự tin về cái ngoại hình cũng như là công việc cũng như là trình độ học vấn của mình. Em thì cũng cũng có biết suy nghĩ, cũng có biết điều một chút xíu. Bên cạnh đó thì em là một người mà em cảm thấy là mình dám chấp nhận, dám thử thách những cái điều mới mẻ. Thì đó là những cái ưu điểm và khuyết điểm của em. Còn về cái đường tình duyên của em thì em đã nói chung, nhìn chung thì em trải qua một mối tình rồi ạ. Nhưng mà quen nhau được khoảng tầm 2 năm nhưng mà cảm thấy không có phù hợp nên là đã chia tay rồi ạ. Dạ, rồi, chương trình nghe rõ không ạ? Rồi, nghe rõ nha. Bên đó có cần chuyên viên tham vấn không? Ở bên bệnh viện mình á. Alo, có nghe rõ không? Chị Trúc, chị đang nhờ em để đi xin việc luôn, chị đi làm tham vấn giống em đó. Không, ở đây bác sĩ tâm thần ở bên đó nó có chuyên viên chương tham vấn nghe không? Chương trình nghe rõ không ạ? Em không thấy tín hiệu gì từ chương trình hết ạ. Ủa, không nghe được thì chị... anh ơi, thì anh nói thử coi. Nghe không Hương, em nghe không? Em nghe rõ bên chị nói không? Rồi, không nghe. Ủa, được rồi. Nghe tôi nói không? Tôi nghe bà nói. Bà nghe tôi nói không? Tôi nghe bà nói nè, Hương nghe bà chị nói dạ. Alo. Em trả lời xong rồi đấy ạ. Alo. Em nghe bọn chị nói không? Rồi nhắn cho bạn đi em, các em ơi. Dạ. Bà đang nhắn cho mình. Dạ, em đang nhắn cho chị. Dạ dạ, bây giờ em đã nghe lại thấy tiếng rồi đấy ạ. Ủa sao kỳ vậy ta, sao hồi nãy không nghe, tự nhiên tới cái đoạn mình xin việc cái không nghe vậy trời. Hương nghe rõ chưa Hương? Dạ, bây giờ em nghe rõ rồi ạ. Mọi người chưa nghe được tới khúc nào ạ? Tới cái khúc mà chị hỏi em bên đó có tuyển chuyên viên tham vấn vô làm không? Dạ, cái lúc đó là em không có nghe được gì ạ. Bên em hiện tại là vẫn có chuyên viên tâm lý ạ. Ừ, chuyên viên tâm lý là được mấy người bên đó em? Chuyên viên tâm lý hiện tại là có 5 người ạ. 5 người nữa hả? Người nào nghỉ hay gì đó em nhắn chị nha, chị nộp hồ sơ vô nhờ em nói giùm tiếng. Dạ, chị tên gì hả chị? Chị là chị Trúc. Chị Trúc yên tâm đi, sau cái cuộc nói chuyện này chị sẽ kết nối với em. Nhưng mà dĩ nhiên là cái này nó cũng không liên quan tới chuyện kiếm người yêu đâu nha em nha. Dạ. Cái đó là chuyện riêng của chị em mình. Bởi nãy đang nói khúc đó tự nhiên cái là tín hiệu nó mất à. Dạ. Vậy không biết là chị nghe tới cái khúc nào rồi ạ? Rồi, chị đã nghe đầy đủ. Có nghĩa là em không nghe bọn chị thôi, chứ bọn chị la ó bên này, bọn chị nghe nhau thôi à. Bây giờ chị hỏi tiếp cái đoạn là bao nhiêu mối tình rồi tại sao chia tay? Em mới chỉ có trải qua đơn phương thì cũng khá là nhiều, nhưng mà chính thức thì chỉ có một mối quan hệ thôi ạ. Thì mối quan hệ đó thì chia tay là vì lý do là em cảm nhận thấy rằng là anh ấy không có dành nhiều thời gian để quan tâm và chia sẻ với em, và cảm thấy gặp khó khăn trong cái vấn đề mà tin tưởng lẫn nhau nên thành ra là chia tay ạ. Ừ, mà sao nghe cái câu mà đơn phương nhiều nha em? Đơn phương mấy anh đó là ai vậy? Ý là những anh đó có những cái điểm gì mà em đơn phương vậy? Em cũng không có, ý là cảm thấy ai hợp mắt và hợp cảm thấy là mình thích. Tức là em cũng dựa theo cảm xúc của mình cũng khá là nhiều. Thì thật ra là sẽ không có một cái tiêu chuẩn cụ thể nào hết. Em chỉ có cảm giác mình cảm thấy mình thích anh này nè. Đó thì cũng... cũng có trò chuyện, cũng có trao đổi và cũng có sự thể hiện rằng là em thích anh ấy, nhưng mà có thể là một vài lý do nào đấy em cũng không có tiện nói rõ nên thành ra là anh ấy không có chấp nhận đấy. Em không chấp nhận là tiếp tục là bắt đầu một mối quan hệ ạ. Rồi nhưng mà có nghĩa là vậy là em thích người ta là em sẽ không có nói ra đâu đúng không? Em rất là thẳng thắn, nên là nếu như em thích ai thì em sẽ nói chung em thể hiện cũng khá là rõ ràng, cho nên thành ra em cảm thấy là đôi khi cái điều đó nó thường con gái mà thường con trai thường thích những người phụ nữ mà ý là có cái gì đó nó hơi bí ẩn cái kiểu vậy ạ. Nhưng mà em thì em lại mong muốn rằng khi mà mình xác định một mối quan hệ mình cũng mong muốn có cái sự rõ ràng, được thì mình đi tiếp, còn không được thì thôi. Đó, cho nên thường những cái đối với những người mà em thích đó thì em sẽ là người chủ động trước, em sẽ là người cái chủ động, nên là em sẽ bày tỏ quan điểm của em, cảm xúc của em như thế nào đó, và
Chấp nhận thì ok mình đi tiếp, còn không thì làm bạn. Và thật ra bây giờ em vẫn có những cái, nói chung là crush cũ của em thì cũng vẫn là bạn bè bình thường thôi ạ. Ừ, trời ơi, vậy chắc có cả chục người về người bạn luôn rồi quá. Crush dạ không, dạ không, dạ không, nói chung thì cũng nói là nhiều nhưng mà thật ra cũng đâu đó khoảng tầm 2 đến 3 người thôi ạ. Chỉ 2 người, 2 hay 3 người gì đó thôi ạ. Dạ. Bởi vì em nói xong cái chị nhớ là chị nếu mà tính như vậy chắc chị phải 20-30 người đó em. Dạ vâng ạ. Dạ, còn em mới chỉ được khoảng tầm 2-3 người thôi ạ. Dạ. Thì cái điều kiện của em đang rất là tốt luôn, nghĩa là một bác sĩ ổn định rồi đúng không? Rồi cũng xinh xắn dễ thương. Răng em đang nè. Dạ, em cảm ơn. Bao lâu? Có ảnh hưởng gì không chị? Không, em ảnh hưởng đối với chị em ảnh hưởng đối với cái bạn trai kia thôi, chị đâu có hôn em đâu sợ. 1.5 năm ạ. Nhưng mà bác sĩ nha khoa bảo là việc hôn nhau thì không ảnh hưởng tới cái việc niềm ra, không ảnh hưởng tới gì tới việc hôn nhau đâu ạ. Ừ, để chị nói lại với anh đó. Ừ, chứ chị thì cũng hơi ngại đó. Không, không sao, đó là chị hôn với bạn đó. Nhưng mà đã niềng được bao nhiêu lâu rồi, còn 1.5 năm nữa hả? Dạ đúng rồi ạ, em niềng được hơn 2 năm rồi ạ. Và bác sĩ nha khoa của em hứa hẹn rằng là sẽ khoảng tầm 1.5 năm nữa thôi ạ. Ok, vậy là thôi, sao ra xong là lấy chồng được rồi đó. Rồi bây giờ bây giờ vẫn chưa còn mối nào. Ừ, em gặp chị là em tới số rồi. Bây giờ em em chia sẻ về cái hình mẫu mà em mong muốn cho chị, cái ngoại hình nè, công việc, tuổi tác, quê quán của anh đó luôn nha. Như khi em nói thì thật ra em cũng sẽ không có cố định cho một khuôn mẫu nào đâu, nhưng mà đại loại là cũng nói chung là cũng chiều cao cũng tương xứng với em cao khoảng 1m6 thì em đó khoảng tầm trên 1m6 là được. Nói chung thân hình cân đối, hơi dư mỡ một chút xíu cũng được không sao. Em chờ một chút nha chị. Rồi ok em. À, em cảm ơn ạ. Ồ, sáng nay là khách đồ đông không em? Ý là bệnh nhân á. Cũng tầm tạm chị ạ. Nói chung là em cũng thu xếp được. Cái bản đăng ký của em là do đồng nghiệp của em đăng ký cho em đấy ạ. Ồ, thế thì em có cái gì mong muốn là tìm không sao không đăng ký. Nói chung thì cũng muốn có bầu có chồng lắm rồi, nhưng mà cũng cứ ngại ngần cái gì đấy, nên là thành ra là đồng nghiệp thúc đẩy cho em luôn ạ, đồng nghiệp đăng ký cho em luôn. Quay trở lại cái câu mà chị nói thì nói chung là chiều cao thì nói chung trên 1m6, em cao 1m6 rồi. Nói chung thân hình thì cũng cân đối vừa phải. Nói chung ngoại hình thì cũng ưa nhìn, có cái trình độ tương đương với em cũng được. Không nhất thiết là phải là bác sĩ nha chị. Nói chung là trình độ tương đương, nói chung mà văn phòng hay là làm cái gì đó dân văn phòng, hoặc là em cũng nói chung bác sĩ cũng tương đương không? Là được chị. Thế bác sĩ cũng được mà không? Ừ. Dạ bác sĩ cũng được mà không phải bác sĩ cũng được ạ. Ừ. Rồi dạ, nói chung là cái đêm ý thức đúng không? Dạ, dạ. Rồi tuổi thì em năm nay là 29 tuổi. Em thường hồi trước em hay kỳ vọng là bạn trai của em trên em tuổi chút, tại vì em cũng thấy tính em nó cũng hơi trẻ con ấy, cho nên là anh ấy có thể lớn tuổi hơn em một chút xíu. 3-4 tuổi, 5 tuổi cũng thành vấn đề ạ. Rồi, ok. Gì nữa không nè? Điểm em không thích ở người đàn ông là cái gì? Quá bóng bẩy. Cái kiểu là nó trau chuốt ngoại hình quá ấy chị. Không đau chút sao đẹp. Dạ nhưng mà cái cảm giác, nếu như cái cảm giác lần đầu tiên mà gặp gỡ mà em cảm thấy bóng bẩy quá, em dường như là sẽ không có thích. Đó là ấn tượng ban đầu thôi, nhưng mà sau này về cái tính cách hoặc là nói chuyện thì nó có thể khác, nhưng mà gặp cái ông là thôi là sau này mệt luôn á. Dạ, nhưng mà nói chung là em nghĩ là nếu như mà ai mà nếu như cũng trình độ học vấn tương đương, cũng tri thức thì chắc cũng không có quá lôi thôi đâu, người ta cũng để ý tới cái ngoại hình của người ta thì chắc cũng không tới mức quá lôi thôi khi mà lần đầu tiên gặp đâu ạ. Rồi nếu như mà cùng quê thì tốt, ở Đắk Lắk, còn nếu như không thì làm việc ở Sài Gòn thì cũng được ạ. Rồi ok em. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Không là cái phần cast là xong rồi đó. Nhớ nha, nhớ check inbox nha, chị sẽ nhắn tin riêng cho em đó, chị tên Trúc nha. Dạ vâng ạ, dạ Zalo nha chị. Ok em. Rồi vậy phần cast xong rồi đó, nếu mà ghi hình thì bên chị sẽ liên hệ lại, rồi mình sẽ trao đổi thêm nha. Dạ dạ vâng ạ, rồi anh cảm ơn chị ạ. Rồi chào em. Dạ dạ chào chị. Dạ chào chị ạ.